Rồi, hai xin chào cô chú ba anh chị ha. Thì em lên tiếp là mã số 915 ha. Thì cũng như hình thức bình thường là anh chị mình hình thức giao dịch bình thường là anh chị mình chuyển khoản bên em đơn trên 300 bên em bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn ha. Rồi, thì em lên tiếp theo mã là 915 là một cây cạp xéo ha. Cây này thì dài tầm khoảng là 21 cm. Chiều dài cái này tầm khoảng là 20.2 cm. Thì em chỉ test cắt cành anh chị ha. Test cắt cành anh chị mình xem luôn, ngon lành. Đó. Đây anh chị mình cạp cành ngon lành nha, cạp cành ngon lành rất là ngọt, bé ngọt luôn. Đó. Dài 20.5. Cái này mình có cạp cành ngọt theo cây đó, mình xài cái này. Nguyên viên nha, xài xong thì nhớ lau sơ nhựa cây đi giùm em là được ha. Rồi. Chiều dài tầm khoảng hơn 20.5 cm. Lưỡi cắt là ngọt, không có bị gì hết nha anh chị nha. Lưỡi cắt là ngọt, đứt cành ngon lành rồi. Cái này chốt cho em mã số là 915, hàng của chất mắt Nhật Bản, giá là 500. Em lên mã số 916. Để nhỏ miếng dầu cho nên mình xử lý cái phần nhựa cây ha. Xài xong thì anh chị mình nhớ mình xử lý cái phần nhựa cây đây để nó không có bị ố ố như thế này giùm em này. Nó không có bị ố ố như thế này giùm em ha. Mã số là 916. 916 là em lên một cây cắt một cây kéo kéo bướm thép giấy xanh số 1 anh chị ăn. Này một cây kéo bướm dài 912. Rồi cái này chốt giùm em mã 591 là một cây kéo bướm thép giấy xanh số 1. Kéo bướm dài nha chị ăn, anh chị mình thấy là dài là cái này là kéo có rãnh hô lâu đồng hoàng, lưỡi form dáng lưỡi phun đủ lưỡi nha anh chị ăn. Có rãnh hô lâu dòng này thì form dáng đủ lưỡi và anh chị mình thấy giùm em là hai lớp thép này. Cái này anh chị mình rất là dài, mình có tỉa giống như anh chị mình hay tỉa hàng rào bông trang hoặc là anh chị mình tỉa mà những cái cây bonsai mini mà trong cái chậu nhỏ mà mình muốn tỉa hình tròn này kia, tỉa cái lá đấy thì mình xài cái này để mình tỉa cũng được ha. 95591 giá là 450, một cây kéo bướm dài thép giấy xanh. Cái phần cản là bên em đã sơn một lớp sơn màu đen kháng rỉ ha, còn chữ nó sẽ nằm ở trên phần này. Và anh chị mình có mua dao bonsai Nhật, kéo bonsai Nhật thì anh chị mình sẽ thấy biết luôn cây này là hàng của hãng là Masamune và là thép giấy xanh ha. Có rãnh hô lâu, hai lớp thép, chiều dài phần lưỡi sử dụng là 10 cm, dài tổng thể là 24.8 cm ha. Rồi. Ở bên này có chữ nè chị, họ đúc chìm xuống và em xử lý một lớp sơn dày để mặt kháng rỉ á, nên là nó hơi có mờ mờ. Hai lớp thép đầy đủ này, mặt nó hơi chân kim chút nhưng mà lưỡi rất là bén nha chị nha. Rồi em sẽ test cắt cành cho chị mình xem. Nó rất là bén nha chị em. Bén cỡ này chị mình xài rất là ngon. Rồi ok nha chị em, bén cực kỳ. Nghe cái tiếng kéo nó đan như nhau là anh chị mình thấy cái độ bén của nó rồi. Form lưỡi đủ ha. Cây này xài biết bao giờ mới hư. Xài xong nhớ lau nhựa cây dùm em 591 giá là 450. Em lên mã số là 912. Rồi 912 em có một cây kéo con cá ha. Đây là thân nhôm. Thân nhôm thiết kế giảm trọng lượng này và hàng của hãng là Green Art của Nhật, thân bằng nhôm. Hơi có chóp nước sơn màu cam chút xíu, made in Japan của Nhật. Cây này thì mình gắn vô cái lò xo dùm em ha. Các anh chị mình việc bắp vô như thế này. Thân bằng nhôm nên chị mình có cắt cành bonsai. Cây này thì cái lưỡi nó dày, lực lớn nên chị mình cắt những cái rễ cây hoặc là cành cây cũng được. Ốc rời dễ xài, dễ mở ra để chị mình mài ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 18.5 cm, một cây kéo bướm. Cây kéo con cá ha, made in Japan của Nhật, hàng của hãng Arena. Rồi. Lưỡi rất là bén luôn chị ha. Bén cực kỳ bén luôn, quá bén. Form dáng nguyên viên lưỡi này. Rồi, nó hơi có ố vết nám thôi, vân xước dọc vẫn còn ha. Green Art của Nhật, chốt cho em mã 912 giá là 60.000. Em lên mã số 913. Rồi, ở đây em có một cây à, 911 hồi nãy là cây cạp xéo là mã số 915 rồi. 911 cạp xéo dùm em là 915 ha. Rồi cây kéo này dùm em là 916 nha chị ăn. 916 dùm, à 591 dùm em nè. Rồi tiếp theo là 916.
916 là cây kéo con cá này nha chị em, cây kéo con cá thân nhôm của Rinat giá là 60.000, 916. Rồi em lên mã 917. 917 là một cây kéo cắt cành, em qua các dòng kéo cắt cành ha. Cây này anh chị mình chốt giùm em mã là 692, một cây kéo cắt cành của hãng ARS ha, 2 207. Cây này là form dáng nguyên zin lưỡi này. Cái này do để bãi lâu thì anh chị mình thấy nó hơi có bị rách cái phần vỏ, nhưng mà bên em cũng đã đổ keo cho nó cứng lại rồi. Rồi Made in Japan, hàng được sản xuất tại Nhật luôn ha. Đẹp ngon lành, cây này là size 20 cm, hàng của ARS. Cây này là nguyên form dáng nguyên lớp mạ này, nhưng mà do để bãi lâu nó hơi có vài cái vết nhăm nhăm như vậy. Form dáng cây này đủ nha chị ăn, hơi có tróc mạ chrome trên này chút, tróc mạ chrome ha, trên này chút xíu. Về phần form dáng đủ, những cây này anh chị mình xài rất là bền. Chiều dài là 20.5 cm, sản xuất tại Nhật Bản luôn, form dáng đủ. Thì cái này nó hơi có bị nhăm nhăm trên kia, nhưng mà anh chị mình xài không có tới đây đâu. Xài xong thì mình nhớ mình lo sơ có nhựa cây đi được, những cái này rất là bén ha. Rồi tiếp cắt cành cho anh chị mình xem đây. Đây có cành to này. Đó anh chị mình cắt rất là ngon đi. Ngọt cực kỳ, không có bị nhai cành nha anh chị nha, rất là ngọt luôn. Đó. Ok ha, cắt mình cắt là tới đâu là đứt, đứt ngọt tới đó luôn. Không có rơ lắc, nó rất là mới, do để bãi lâu nó hơi có chân kim thôi, chứ anh chị mình thấy cái bên xước mạng chrome bên ngoài vẫn còn nguyên zin phong lưỡi đủ nè. Rồi cây này là giá là 207, mã số 692 dùm em ha. Xử lý nhựa cây thêm dùm em để vậy chứ nó khỏi cái bám cái nhựa. Rồi chốt dùm em mã số 692, giá là 207. Em lên mã số 69, lên mã là 917. Rồi 917 em có một cây Okatsune ha, 917 giá là 350. Rồi cây này là Okatsune 20 cm, form dáng lưỡi khít này chị, nguyên zin đẹp ha. Đó phân xước này vẫn còn nguyên zin này. Cây này là Okatsune 20 cm. Rồi test cắt cành cho chị mình xem luôn, hôm nay là test cắt cành luôn ha. Những cây này thì anh chị mình cắt cái lực nó nhanh, cắt cái rất là nhanh. Rồi phải xử lý lại thôi là nó ố. Rồi form lưỡi đẹp nha chị nha, form lưỡi đẹp dùm em ha. Đó, rất là bén đàng hoàng. Dài 20 cm, Okatsune. Cái này anh chị mình tỉa mai, tỉa bonsai, tỉa cà phê rất là ngon. Mã 917 giá là 350. Rồi em lên mã số 918. 918 thì em có một cây kéo cắt cành ha. Cây này thì giống như là của châu Âu nhiều hơn. 918, thường thường những cây này là của US, UK á. UK là của châu Âu nhiều hơn ha. Cái dòng là Design Button này, để chị mình xem thêm dùm em ha. Rồi cây này thì nó thiếu là so, form dáng lưỡi đủ nha, form dáng lưỡi đủ, nguyên zin lưỡi nha chị nha, nó chỉ có thiếu cái lò xo thôi. Rồi cái này chốt cho em mã số 918 giá là 350 nha. Về gắn lò xo vô xài, không bên em không có lò xo nên là em không có gắn vô được cho anh chị ha, chứ có là em gắn vô rồi. Rồi cán còn liền lạc này, em đây nó dính dơ chút thôi. Rồi form dáng lưỡi đủ gì anh ốc anh chị mình thấy rất là cứng này, có chữ S ha, S8 đó. Rồi mình có thêm thông tin thì mình tìm thêm giùm em á, chứ còn cây này thì về cái lưỡi khít đẹp, về gắn lò xo thôi, cái lẫy cái chốt ở trên này ha, anh chị mình thấy này đẹp nha. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 20.5, là chốt cho em mã số 918 giá là 350 ha. Form dáng nguyên lưỡi, không có hở đâu, thì không có lò xo em không có test được. Mã số nó lại cầm nó bự, thân nhôm anh chị ha, cầm rất là nhẹ tay nữa. 918 350. Rồi 919. Ở sẵn tiện em lên một cây kéo dáng này của hãng là Baco Edgo, 919 dành cho tay trái ha. Rồi giá là 750, form dáng nguyên zin rất là mới. Cán là bên trong là nhựa màu đỏ, bên ngoài bọc thêm một lớp nhựa màu đen bên ngoài, cầm cho êm tay này. Đó. Cái tay này anh chị mình xoay được ha, các góc khác nhau được. Rồi cái này là hàng của Baco Edgo và được sản xuất tại Pháp ha. Baco Radinet và sản xuất tại Brand Pháp này. Dạ, size là 2L và form dáng là nguyên zin đủ lưỡi, lưỡi láng mịn luôn nha chị em. Nói chung là cây này rất là mới. Rồi Baco Paradin ha, Radinet có logo hình con cá và lưỡi móc câu này. Baco Radinet sản xuất tại Pháp. Rồi form dáng nguyên zin đủ lưỡi. Chiều dài của cây tay trái này tầm khoảng là 20 cm. Này thích hợp cho anh chị mình tay trái ha. Đây là cái khóa lẫy nha chị em. Đây anh chị thấy mặt trong láng mới tinh ha. Form dáng là tràn phun đủ lưỡi. Rồi cái tay này nó có xoay được nha chị em. Cái này thì thích hợp cho anh chị mình tay to này. Đó, cầm tay trái. Rồi lưỡi zin đủ lưỡi hết nha chị em, cực kỳ bén.
sản xuất tại Pháp, Baco Radinet ha. Cái này chốt cho em mã 919, giá là 750 tay trái của Baco. Rồi em lên số 920 920, em lên một cây cặp xéo của Masa Kuni ha, 920. Cái này size lớn nha chăng, 920 giá 1 triệu ha, giá là 1 triệu. Rồi giá là đã sale rồi ha. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 21.2 xăng này đó, da dẻ láng mịn, cữ này thì có xài chút xíu thôi nha chị em đó. Rồi da dẻ láng mịn size tới 21 xăng ha, Masakuni made in Japan của Nhật này, và lưỡi rất là dày. Cây này thì mình sẽ cạp từ những cái cành lớn này, cạp rễ cạp cành lớn cho em ha. Nhìn vô cái phần lưỡi thì anh chị mình thấy thép cứng cực kỳ, thiết kế rất là đẹp ha. Và cái bát chéo là size lớn, cái lưỡi này nó lớn, anh chị mình cắt rất là nhanh, quá trời lớn. Cây này thì mình thích hợp mình cắt những cái cây mà nó phi lớn như vậy, do là em không có test cắt cây tại vì dính dơ, mỗi lần vệ sinh lại cực lắm. Rồi quấn giấy dày dày về mình cắt ha, chị mình thấy nó cắt ngọt này đó, nên là yên tâm ha. Với lại cái chất thép của Masakuni nó rất là bén, anh chị mình xài nó bén hoài. Cắt giấy hình cỡ này thì anh chị mình cắt cây là mầm. Rồi ok ha. Rồi cái này chốt cho em mã số 920, giá 1 triệu, cặp xéo 21 xăng của Masakuni của Nhật. Em lên mã số 921. Có một cây cắt cành đời cũ nha chị em, cây cắt cành đời cũ, hàng rèn thủ công làm bằng tay tới như này ha, rất là dày dặn. Mã số là 921 giùm em, giá là 320. Rồi anh chị mình thấy ăn mã số 921 giá là 320. Chiều dài của cây kéo này tầm khoảng là 17 chấm, gần tầm khoảng là gần 18 xăng. Và cây này thì anh chị mình thấy cái dáng này da dẻ láng ha, trên này nó có vài những vết chân kim do để lâu ngoài bãi dính nước thôi. Rồi về phần cán thì anh chị mình thấy là hàng làm thủ công đến dưới này, láng đẹp anh chị ăn, láng đẹp đó, khít ha. Cái này cắt cành ok nha chị nha, cắt cành ok, rất là bén, cực kỳ bén. Nó có vài cái vết chân kim thôi, mặt dưới anh chị mình thấy thẳng tắp này, bén cực kỳ, rất là rám tay. Rất là bén thì nha chị nha. Đó, cái này chốt cho em ha, dài tầm khoảng gần 18 xăng, mã 921, giá là 320 giùm em. Rồi 922, em lên cây này là một cây kéo cắt cành của Abukama, 922. Cây này chốt cho em mã số 514 ha. Đây này anh chị mình thấy là form dáng rất là đầy đủ Abukama, logo hình thoi này, phần xước dọc còn nguyên nhiên ha. Chốt dao cho em đóng lại dày dặn ngon lành. Rồi lò xo con sâu không có chữ lò xo chữ V, ốc đồng đồng hoàng anh chị ăn, có chữ mặt sau. Form dáng rất là đầy đủ ha. Rồi chiều dài của cây kéo này tầm khoảng là, cây kéo này dài tầm khoảng là 19,5 nha Giang, 19.5 xăng. Cái dáng này nó khác nữa, tại vì anh chị thấy cái dáng này nó quéo theo chữ C mà nó cong hơn này. Đó, nó có hơi chân kim thôi, chứ còn cây này là form dáng lưỡi đủ nha Giang, xài bén cực kỳ. Rất là bén nha Giang. Rồi, cây này anh chị mình chốt cho em mã số là 514, giá là 330. Em lên mã số 591, lên mã số 922 ha. Đây là một cây kéo thủ công luôn, 922 là một cây kéo thủ công. Rồi cây này cũng là làm thủ công bằng tay, tới phần cán bên dưới rất là dày dặn bên chị ha. Rồi chốt da này thì bên em đi này không có đóng lại ha, có một cái lẫy bên, có một cái càng bên dưới như thế này, hàng rèn thủ công tới đây luôn. Rồi anh chị mình thấy là cây này thép cực kỳ cứng, rất là mịn, thép mịn cực kỳ, độ cứng cao nên chị mình xài cái độ hao mòn hoặc là cái độ mà rỉ hoặc là bị mòn lưỡi rất là chậm hơn so với các hãng khác. Anh chị mình thấy chữ là khắc thủ công, khắc chìm này đó, dòng này là dòng làm thủ công từ đầu đến chân luôn. Chiều dài cây này tầm khoảng là hơn 20 xăng ha, hơn 20 xăng anh chị mình thấy ha. Đó, này có một cái vết cánh sơ thôi chứ không có vấn đề gì, cắt rất là ngọt rồi ok ha, lưỡi bén cực kỳ, nhìn vô cái màu thép là anh chị mình thấy nó bén này. Rồi em sẽ cắt cây cho anh chị mình xem luôn. Anh chị mình cắt chéo giùm em ha, đừng cắt ngang nha em. Đó, mình cắt
kéo mình thấy nó nhẹ hơn ha, cái lực nó tác động nó nhẹ hơn, đỡ hại cái lưỡi kéo hơn. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 922, giá là 350 ha, kéo thủ công. Em lên mã số 923. Rồi em lên một cây kéo này là một cây kéo dáng chữ F ha, 923. Cái này hàng xà lướt còn rất là đẹp, dáng là dáng chữ F như thế này. Và anh chị thấy mọc là hình chữ nhật này, có chữ đầy đủ ha, một trên một dưới, form dáng khá là đầy đủ anh chị ha. Đó. Dài. Dáng anh chị mình thấy dáng chữ F có chữ mặt sau này. Nói chung là cây này thì tình trạng xà lướt còn rất là mới. Dáng chữ F, chiều dài cây này thì lưỡi dài anh chị ha, nhìn vô cái phần bạn lưỡi anh chị mình thấy nó dài thăm thẳm. Chiều dài cây này thì dài tầm khoảng là 20 cm. Rồi. Ốc ác zin không rơ lắc anh chị ha. Vân xước đẹp, da dẻ láng bóng này. Rồi bén cỡ này luôn nha anh chị ha, rất là bén luôn. Quá bén. Rất là bén anh chị nha. Này anh chị mình chốt cho em một cây kéo dáng chữ F. Dài 20 cm, 923, giá là 700 giùm em, da dẻ láng bóng. Em lên mã số 924 là một cây kéo thép da Sugi. Cây này thì cây này chốt cho em mã số là 690 ha, giá là 420, một cây kéo thép da Sugi tương đương với thép giấy xanh của nhà máy Hitachi. Chiều dài của cây kéo này thì dài tầm khoảng là 20 cm, thân là bằng nhôm, là nguyên cái lớp mạ chrome bên ngoài, cái lớp sơn màu bạc ở bên ngoài còn nguyên zin ha, còn rất là mới. Đó, rất là mới ha. Chiều dài là 20 cm, anh chị mình hay gặp ở những cây kéo mà Yoshiaki con cua của Nhật á. Và cán thân nhôm như là những cây này ha. Rồi. Lưỡi zin đủ nha chị ăn. Hàng mới như cây này là zin đủ nha chị ăn, không có bị mòn lưỡi hao lưỡi gì đâu. Cây này thì hàng xài lưỡi chút xíu thôi. Đây. Anh chị mình thấy mặt bên trong này, cái này họ xài lướt chắc vài lần nhưng không có gì nhiều đâu, lưỡi còn nguyên vân xước đẹp nha chị nha. Giờ sẽ test cách giấy cho anh chị mình xem, tại vì hàng mới nó đủ độ bén để mình xài rồi, cắt cành thì lại dính như nhựa cây thì nó không có đẹp, nên là em cắt giấy thôi, ngon lành ha. Rồi thân nhôm mình thao tác rất là nhanh và nhẹ nữa, mã số 690, giá là 420. Rồi em đã lên tới mã là 920923 rồi ha. Anh chị mình thích mã nào mình nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em, bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật được các tập mới ha. Em xin chân thành cảm ơn.